tin vui cho quý đồng hương. Tiệm vàng Mai Hương tọa lạc trong khu Grand Century Mall tưng bừng khai trương với phong cách bày trí mới lạ, hiện đại và sang trọng, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc chế tạo và thiết kế nữ trang. Tiệm kinh doanh các loại hộp xoàng GAA, hộp xoàng màu, ngọc, đá màu quý hiếm và các mẫu thiết kế nữ trang cao cấp, hiện đại, trẻ trung, kiểu dáng phong phú với modern mới nhất. Đặc biệt, tiệm có nhận thiết kế trang sức theo yêu cầu và tư vấn thẩm định hộp xoàng, nữ trang được thực hiện bởi các chuyên gia tốt nghiệp từ trường GAA nổi tiếng. Hãy đến với tiệm vàng Mai Hương để tham quan và mua sắm những viên hộp xoàng lấp lánh và những món nữ trang mà bạn yêu thích. Hãy gọi ngay 408-825-9224, 408-825-9224 để biết thêm chi tiết. Chào quý khán giả trở lại với cuộc nói chuyện của Mộng Lan và Trọng Nghĩa ngày hôm nay với lại cô Mai Hương. Thì như cái phần trước khi mà giới thiệu đến quý khán giả các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, thì Mộng Lan có thưa là sẽ có một khuôn mặt mà đẹp như là tài tử cine, và anh là ai có mặt ở trong tiệm vàng Mai Hương ngày hôm nay. Thì Mai Hương Jewelry ngày hôm nay có một cặp vợ chồng rất là dễ thương, một cặp tình nhân thì đúng hơn, tại vì họ yêu nhau và họ đã đi đến hôn nhân và họ đã trao nhau những chiếc nhẫn thật là đẹp để mà chứng minh tình yêu vĩnh cửu của họ. Mộng Lan muốn hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả phu quân của Mai Hương, đó là Jorge Roque. It is a pleasure for me to be meeting with you today. Pleasure is mine. Thank you yes, so much. Yes, welcome to our show. I know that you are very nervous, but I know that you're going to be answering. This is a very short quiz that okay. I'm going to ask, and the judge will be your wife. So you better have the right answers, okay? I hope so. Thank First you. Of all, can you please let our viewers know a little bit about yourself? Okay, my name is Jorge Roque. My father is from Cuba. He swam 2 days to get here in a raft. Similar situation as a lot of Vietnamese that had to come here. My mother was born in Texas, and she came to California as a migrant worker, and she used to work in the fields. So I'm Cuban, I guess you call Chicano, mm-hmm. or just Cuban American, I guess you would say. And that's a little bit about, I guess, my background. I grew up in the Monterey County, a small little town, so I guess you would consider me, I guess, a country kid. I guess that's what you can call me. Yes, except you have the look of a movie star. Well, and my husband and my it. Whole family agrees that you look very nice. You look well, very you. Handsome. Thank God bless and she's you. Very thank lucky you. To have you, and you're very lucky to have her. Thank you. Thưa quý khán giả, thì anh Jorge Roque có nói rằng đó là anh tên là Jorge Roque và anh là người Cuba, và cha của anh đó là một người mà ở bên Cuba nhưng mà có đi quân đội ở bên Iraq, và anh nói rằng cái tình trạng mà đất nước của Cuba thì nó giống như là cái tình trạng đất nước ở tại Việt Nam này của chúng ta vậy, nó cũng có chiến tranh rồi cũng có những cái sự mà đau thương từ cuộc chiến. Và anh nói là mẹ của anh đó là người Texas, thưa quý vị, anh sanh và lớn lên ở Monterey, và anh đã được hấp thụ cái nền văn hóa của cả hai, vừa bên Cuba vừa bên Mỹ. Thành ra anh nói rằng anh rất là vinh dự ngày hôm nay để có mặt ở đây. Mẹ anh đó, lúc mà từ mẹ anh đã có những cái dịp để mà làm ở những cái cánh đồng, bà là một cái người mà làm việc ở ngoài cánh đồng, tức là bà cũng là di cư, tức là migrant worker. Và anh nói rằng đó là có thể gọi anh đó là Chicano, tức là anh vừa Mỹ mà vừa Cuban nữa, thưa quý vị. Và anh nói rằng đó là anh có thể là bây giờ thì anh cũng giống như là một cái American boy, tức là anh sống lên bên này và lớn lên bên này, thì bây giờ anh đã cùng kết hôn với lại người vợ yêu quý của anh là Mai Hương. Okay, so how did you two meet, and is this on the script that you guys are holding hands together like that? I told the viewers that you are lovers. You go ahead and hold your hands. I really do love my wife a lot. How did you guys meet? We met in school. We're both interning in Bank of America during the time. We're going to different schools. I was going to Chico State myself, and my wife was going to Berkeley. Mm-hmm. And we're both interning in San Francisco, and I happened to meet her. We met at a Toastmasters, actually. So, my boss encouraged me to go to a program that was going to help me with my giving a toast and actually giving speeches, which should hopefully help me now. Wow, but, it is helping you right now. I hope so. You're very fluent. Well, I went there once. I met my wife and never returned. So oh, wow. I think I got what I wanted. Oh, I see. Yeah. Congratulations. Thank you. Thưa quý khán giả, anh Jorge Roque có cho biết rằng là anh với lại là phu nhân của anh là cô Mai Hương đó, thì hai người đã gặp nhau trong một cái tình trạng rất là tình cờ, một cái internship mà giống như một cái mấy buổi tiệc đó, quý vị. Thì cô Mai Hương cô học ở UC Berkeley, còn anh đó thì anh học ở Chico State.
và hai người đã trong một cái bữa tiệc thì gặp nhau, và anh nói rằng đó là người sếp của anh đó là cho anh đi học cái gọi là Toastmaster, tức là học để mà chúng ta cái cách mà chúc mừng đó quý vị, khi mà cầm cái ly rượu lên đó thì chúc mừng như thế nào. Thì anh hy vọng là cái lớp mà anh học qua đó ngày hôm nay sẽ giúp được cho anh để thư chuyện với quý khán giả, tại vì anh rất là rung. So how did you propose to her? Can you reenact the way you proposed to this beautiful lady, beauty and brain here? Well, I don't know about recreating it, but I was madly in love with my wife. I really, really was. What did you love most about her? I really loved her personality. Oh. My father always told me to make sure you choose a woman wisely, so mm-hmm. I didn't take it lightly. He said, choose a strong woman. The stronger woman you find, the stronger man you'll be. So my wife had a lot of attributes that I really found just attractive. And she's a very strong, she knows what she wants, and she's very confident. And I love that about her. Mm-hmm. I knew it was someone that I can grow old with. And I knew that I was gonna wanna marry this woman. But since she's so tough, it takes more of a convincing, you know. So after persuasion and just working hard, and after a couple of years of actually telling her to marry me, she finally said yes after the third time. So wow, hey, she yielded with yes, your handsomeness and your kindness. Right? I hope so, but she also wanted to choose a good man, so she wasn't so quick to say yes. But I hope that you know, she doesn't regret now, and you know, who she's with, because I'm obviously very happy. Wow, I think that she's very happy with you, the life that you provided to her, and now you two own a beautiful jewelry store. I know that you're going to be very successful. You're going to bring many happiness to other couples that are watching you right now, inspired by you. Thank you, I appreciate it. Thưa quý khán giả, thì anh Jorge Roque có nói rằng để mà làm cái câu chuyện dài ngắn lại đó, thì anh rất là yêu vợ của anh là cô Mai Hương, tại vì cô không những đẹp mà cô lại là một cái người rất là một người phụ nữ rất là mạnh, và cô đã đứng ra cán đáng rất là nhiều công việc ở trong cuộc sống, thưa quý vị. Và anh thương cái tánh đó, tại vì ba của anh có nói là nếu mà lấy vợ đó thì phải lấy một cái người mà có một cái cá tính mạnh mẽ, có một cái tánh độc lập. Thì anh đã rất là vui để mà lấy được một người mà như anh đã ước mơ, mặc dù là Mai Hương đã bắt anh chờ đến 2 năm rồi sau đó mới nhận lời là lấy anh, nhưng mà bây giờ anh rất là vui và rất là sung sướng. Riêng Mai Hương thì Mai Hương học UC Berkeley. Mai Hương học gì vậy? Em học về International Development Study ấy, chị. Rồi sao tự nhiên lại mở tiệm Kim Hoàng Mai Hương này? Tại vì chị, tại em lúc em đi học á, em học ra đó là em đi làm trên mấy cái non-profit đó, uh-huh. mà lúc 2007 lúc đó là thì kinh tế nó xuống thì nó bị lay off, uh-huh. thì lúc em tìm cái việc đó lại thì cũng khó, tại vì lúc non-profit mà không có mấy cái người thương mại mà không đưa tiền á, thì cái đó cũng khó để đưa để làm cho cái vụ đó. Thì gia đình em cũng làm trong cái nghề nữ trang này 20 năm rồi. Thì bố em gọi em để nói coi là em muốn mở cái tiệm vàng không. Thì em nghĩ lúc đó thì em nghĩ là cũng là a good idea. Thì em cũng mở ra chung với lại bố em. Mà bây giờ đó thì ba em lại đưa lại cái nghề này lại cho em. Thì em với chồng em mở cái tiệm này ra. À, và Mộng Lan cũng xin thưa với quý khán thính giả đó là thân phụ của cô Mai Hương là một người rất giỏi. Anh là cán đáng một cái tiệm vàng ở tại miền Nam California, cũng như bên Houston, ở San Jose. Anh là một người rất nổi tiếng. Người đó là ai thì trong những cái talk show kế tiếp đồng nghĩa Mộng Lan sẽ bí mật để mà bật mí cái tên này. Cái tên của anh là quý vị chắc chắn là sẽ biết ngay. Nhưng mà trong một cái Grand Century Mall này đó thì là nó nhiều tiệm vàng lắm. Yeah. Làm sao Mai Hương với lại Jorge có thể cán đáng được mà bán những cái mặt hàng? Mộng Lan thấy cái tiệm rất đẹp, nhưng mà những cái mặt hàng thì cũng là kim cương thôi. Yeah. Đâu có gì khác đâu, phải không ạ? Đúng rồi chị. Tại ở đây với em á, thì lúc mà cái difference của tiệm em với tiệm mấy cái kia đó là em sẽ focus về mấy cái nữ trang mà very beautiful và very đẹp, với lại đẹp mãi mãi. Thì em mà custom made nữa. Custom made jewelry, uh-huh. là custom made jewelry á, là nữ trang mà thiết kế ra mà để cái yêu cầu của khách hàng á. Thì mỗi lần em cũng có cái anh mà em gửi đi học GIA để design ra mấy cái nhẫn, mấy cái nữ trang cho cái vụ này. Thì cái đó là cái difference. Với lại em cũng có nhiều mấy cái vendor hết trên thế giới này để mấy cái vendor mà đưa cho mấy cái nữ trang rất là đẹp đẽ. Thì với lại em không có để nhiều nữ trang giống như mấy cái tiệm kia. Đúng tại rồi. Vì em muốn
đổi cái nữ trang mỗi 3 tháng là cái new style ấy chị. Thì mấy cái nữ trang này á, thì mỗi lần mình vô mình coi cái nữ trang này thì cái next season á, thì em sẽ lấy thêm mấy cái nữ trang khác cho cái season khác. Thì cái kiểu của em á là cái kiểu mà giống như more về cái jewelry art show vậy đó. Thì mình vô mình coi mình thích, mình ngắm cái nào mà mình thích đó, thì mình lấy cái món đồ đó mà nó là very special mà không đụng với nữ trang của giống như các cái tiệm kia. Và thưa với quý khán thính giả là nếu mà quý vị nghĩ đến một cái món nữ trang nào mà có giá trị về mặt tinh thần, về một cái kỷ niệm nào đó của quý vị, hoặc là quý vị cần một cái nữ trang nào đó làm theo cái thiết kế quý vị thích đó, quý vị chỉ cần đến với lại Mai Hương Jewelry thì chắc chắn là anh Jorge Roque cũng như là cô Mai Hương sẽ làm hài lòng quý vị. Tại vì ở đây đó là chủ trương là làm hài lòng quý khách. Và khi mà nói về nữ trang thì chắc chắn là phải có những cái certificate của GIA. Thì Mộng Lan được biết là anh Jorge cũng là người mà rất là rành về cái GIA certificate. Thì năm 1931 đó thì có một cái công ty tên là The Gemological Institute of America. Đây là một trong những cái công ty mà rất giỏi về nữ trang cũng như đá quý, về những cái viên đá màu. Và trong những cái talk show kế tiếp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về màu sắc của những cái viên đá đó, cái ý nghĩa gì. Quý đồng hương, tiệm vàng Mai Hương tọa lạc trong khu Grand Century Mall tưng bừng khai trương với phong cách bày trí mới lạ, hiện đại và sang trọng, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc chế tạo và thiết kế nữ trang. Tiệm kinh doanh các loại hộp xoàng GIA, hộp xoàng màu, ngọc, đá màu quý hiếm và các mẫu thiết kế nữ trang cao cấp, hiện đại, trẻ trung, kiểu dáng phong phú với modern mới nhất. Đặc biệt, tiệm có nhận thiết kế trang sức theo yêu cầu và tư vấn thẩm định hộp xoàng, nữ trang được thực hiện bởi các chuyên gia tốt nghiệp từ trường GIA nổi tiếng. Hãy đến với tiệm vàng Mai Hương để tham quan và mua sắm những viên hộp xoàng lấp lánh và những món nữ trang mà bạn yêu thích. Hãy gọi ngay 408-825-9224, 408-825-9224 để biết thêm chi tiết.